chủ thép cải tiến nè, hai chai, một chai nó 240c, xịt hai chai cho 1 hecta. Rồi với anh cộng thêm cái thằng Agigon 620 40c cho 1 bình. Chứ khi phun mà 2 ngày mình thấy cũng bình thường, mà sao tới ngày thứ 3 nó thấy nó, cái gốc nó nụ, chứ lại cây ra sao nó cứng. Thằng Vin 10 với thằng Nano 3 cộng với thằng chủ thép. Ngọc Phụng xin kính chào quý khán giả cùng quý nhà nông thân mến. Thưa bà con, mưa rào làm mát vụ hè, xanh dần sóng lúa, gió nhẹ nhẹ đưa. Hiện tại thì những giọt mưa đầu mùa đã xuất hiện, giúp cho vụ hè thu chính vụ bắt nhịp xanh tốt. Và theo như thông tin được biết thì vụ mùa này thì những đợt mưa sẽ có xu hướng là tăng cả về diện và lượng. Chính vì thế mà việc chống độ ngã sẽ là chìa khóa giúp cho năng suất đạt là cao. Và đó cũng là nội dung chính trong đoạn phóng sự kỳ này. Ngay bây giờ Ngọc Phụng xin mời quý anh chú mình cùng theo dõi nhé. Nghe dự báo mùa mưa năm nay diễn biến phức tạp, nên anh Quốc cùng các nhà nông khu vực xã Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang đã lên kế hoạch chống đổ ngã cho ruộng lúa từ rất sớm. Anh kể hồi đầu vụ họp ban chọn giống, anh xung phong đề xuất OM380 cứng rã ít sập. Đến độ cây lúa đòn răng, anh Quốc tranh thủ dặm sớm rồi tiến hành xả nước, bón phân thuốc dồi trên nền ruộng ẩm. Anh Quốc nói, lúa muốn cứng phải xây dàn đế cho chắc, rải nền ẩm ra rễ dữ lắm. Song hành với bộ rễ khỏe là những chồi lúa to mập tủa đều quanh cây mẹ. Lúa anh Quốc lạ ở chỗ, chưa giáp tháng mà tỷ lệ chồi khá đồng đều. Thấy hay nên anh em hỏi, đánh bài gì mà mẹ con 8-10 đều băng anh ruột. Anh Quốc nói, bài mới trên YouTube anh phát nông hôm bữa chứ đâu nữa. Xịt lên cái thằng Agigon 620 nè, với thằng Super Cát nè, với thằng Ga Ba Sữa. Rồi xong anh dặm 15 ngày là có mãi dặm rồi. Dặm xong xuôi cái tới 18 ngày cái anh xịt lại cái Ga Ba Sữa nè, rồi Agigon 620, rồi với thằng Super Cát. Bắt đầu phân cử 2 là anh sử dụng phân nền ẩm rồi. Anh dặm giá xong xuôi rồi anh khui nước ra là anh giải tới bữa nay là 26 ngày mà anh chưa vô nước lại luôn á. Mà thấy lúa nó nở quá trời nở rồi. Nhiều khi một bụi gì 5-6 tép luôn. Theo mình thấy cái cây hữu hiệu nó nhiều á. Nếu thấy bụi lúa không chà bá luôn mà rễ nó ăn sâu dữ lắm. Khi đã kiến thiết đủ số chồi hữu hiệu, anh Quốc quyết định chọn thời điểm lúa 27 ngày sau xạ để tiến hành giải pháp cứng cây lần một. Với tập quán canh tác cũ, thì việc đầu tư cho ruộng lúa cứng chắc thường được tập trung ở giai đoạn làm đồng. Nhưng riêng anh Quốc thì lại nghĩ khác. Anh nói, lúa nhỏ phải làm sao cho đâm rễ nhiều, tới ra tháng có lóng thì phun thuốc ngắn lóng, mỗi cái một chút mới cứng toàn diện được. Anh Quốc sử dụng bộ đôi Agigon 620 và trụ thép cải tiến để tác động bên trên. Công thức này vừa hay giúp lúa cứng cây dày lá, lại mớm thêm dưỡng chất giúp chồi con thêm phần lớn khỏe. Thì bây giờ anh cũng chuẩn bị trước rồi. Bữa nay 26 ngày anh xịt cái trụ thép cải tiến nè. Hai chai, một chai nó 240c, xịt hai chai cho 1 hecta. Rồi với anh cộng thêm cái thằng Agigon 620 40c cho 1 bình. Thì một chai đó anh xài cho được 1 hecta. Rồi với kèm sâu đục thân. Bà con thân mến, để nói về cái việc mà ngán ngại cái sự đổ ngã trong cái vụ hè thu chính vụ đó bà con, thì bà con mình có cái câu là nhịn ăn nhì. Mà nói vậy chứ thực tế mà khi đã vô sòng rồi ai cũng muốn tới nhất hết trơn bà con. Có nghĩa là ở đây mình muốn phát huy hết cái tiềm năng năng suất ruộng lúa, nhưng mà nó vẫn không bị đổ ngã, thì dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ có cách thôi bà con. Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái lần đầu tư giúp cho lúa của chúng ta cứng cây, ngắn lóng, dựng lá và ra rễ. Và cái lần đầu tiên này thì Hoàng Vũ thấy là nó khá là thích hợp ngay trên ruộng lúa của anh Quốc bà con. Ở những cái lần trước thì anh đã tác động làm cho ruộng lúa của chúng ta đủ chồi rồi. Và rất là vui khi là chồi mẹ với chồi con nó cũng đã 8-10 với nhau. Và ở cái giai đoạn cuối đẻ nhánh này, có nghĩa là khoảng 28-30 ngày đó, thì bà con mình có thể xài một trong hai công thức sau đây. Cái công thức đầu tiên là công thức của anh Quốc, có nghĩa là bà con mình dùng Agigon 620 cộng với cái trụ thép cải tiến. Thì cái cách này bà con thấy là Hoàng Vũ tạm gọi là để nó cứng,
từ ở gốc rễ đi bà con. Hoặc là có một cái công thức thứ hai đó là bà con mình sẽ dùng cái Carbofort Tây Ban Nha kết hợp với trụ thép cải tiến. Thì đây là một cái bài nó cũng rất là hoàn hảo, tại vì bà con thấy là trụ thép cải tiến nó sẽ tăng cường giúp cho ruộng lúa hấp thu canxi, và trong Carbofort thì nó sẽ có cái làm hàm lượng canxi rất là nhiều. Từ đó thì bà con khi áp dụng sẽ thấy là ruộng lúa của chúng ta bên cạnh những yếu tố cứng cây ngắn lóng thì cái lá nó sẽ dựng lên rất là nhanh. Ví dụ bà con mình phun buổi sáng chiều đã thấy nó dựng rồi, hoặc là chiều mình phun thì mình ngủ một đêm, qua sáng mai mình sẽ lợi ngay chỗ bị vượt đó thì mình sẽ thấy lá nó dựng rồi đó bà con. Thì coi như đây là cái thao tác lần đầu tiên để bà con mình tác động cứng cây lần một, thì nó rớt vào cái khoảng mà bà con mình rải cái cử phân nuôi chồi đó bà con. Và chúng ta sẽ có cái lần hai, lần thứ ba nữa, và với cái ruộng Anh Quốc thì mình sẽ có những cái ruộng khác để Hoàng Vũ dùng cái hình thực tế để minh chứng cho bà con luôn. Bà con thân mến, nói về giải pháp đầu tư cho ruộng lúa cứng cây ở giai đoạn cuối đại nhánh thì không thể không nhắc đến giải pháp tạo mầm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chào anh Quốc và di chuyển đến ưu ruộng khác để xem nhà nông kinh nghiệm chia sẻ về thao tác này một cách cụ thể nhé. Cô Phụng xin mời bà con mình cùng tiếp tục theo dõi. Thời điểm tác động cứng cây lần 2 sẽ rớt vào giai đoạn cuối đẻ nhánh, và giải pháp được đa số anh chú mình lựa chọn đó chính là kỹ thuật tạo mầm. Ô ruộng 5 hectare của anh Lộc đã rớt cử phun lối 33 ngày sau xạ, đến nay đã có kết quả thấy được bằng mắt. Nhìn từ xa lúa anh Lộc rất lực, đến gần một chút thấy rõ bản lá to khỏe dựng đứng, đúng kiểu lúa cứng. Bên dưới bộ lá ủ đang tụt dần khỏi thân, gốc lúa úng nù, tròn lẳng. Anh Lộc kể, bữa gọi hỏi kỹ sư kêu phun liều 100cc, thấy lá vượt quá đẩy luôn 140, đang nhìn lúa quá đã. Về lưu lượng phun xịt, anh em cũng đã có chia sẻ, Arigon 620 sẽ giữ cố định, còn việc tăng giảm bắt lò sữa sẽ phụ thuộc vào biểu hiện của ruộng lúa như cách làm của anh Lộc vừa chia sẻ. Bữa hổm thì thấy cái khu này nó phượt quá nè, rồi mới sử dụng bắt lò 140, còn Arigon thì 40 cho bình 25 lít. Chứ thi phun 12 ngày mình thấy cũng bình thường, mà sao tới ngày thứ 3 thấy nó, cái gốc nó nù, chứ lại cái cây ra sao nó cứng. Chứ bữa hổm nó, lá nó phượt lắm. Có nhiều cách giúp cho cây lúa cứng, nhưng giải pháp tạo mầm sẽ dĩ được nhà nông ưu tiên lựa chọn chính là tính an toàn và dựa trên cơ sở khoa học 7 bước hình thành bông lúa. Dựng lá nụ gốc chỉ là kết quả trước mắt, đến giai đoạn trổ và vào gạo thì anh chú mình sẽ có phát hiện thêm nhiều điểm thú vị khác nữa. Trở lại với ô ruộng trước mắt, bên cạnh thao tác phun xịt tạo mầm, anh Lộc áp dụng kỹ thuật quản lý nước ướt khô xen kẽ, nên ruộng lúa càng thêm cứng cáp. Bật như lật đật là cụm từ miêu tả rõ nhất khi anh em tiến hành thử độ cứng. Anh Lộc nói, bón đồng xong xí cái nữa, đổ đều xong xí cái nữa, đảm bảo cứng ngắc luôn. Thì làm đồng xong rồi xạ, thì lúa nó vừa có đồng rồi có tim đèn một ly đó, thì mình bón phân xong rồi 3-4 ngày sau cắt nước cho tới chỗ luôn. Nó mưa gió dữ lắm nó mới đổ ngã. Còn như vừa thì cũng vẫn đứng bình thường, như cái vụ hè thu năm trước đó là miếng này không có đổ ngã. Bà con thân mến, thì cái thời điểm thứ hai để chúng ta tác động giải pháp cứng cây từ sớm đó bà con, thì ở giai đoạn khoảng từ 33 đến 35 ngày mà bà con mình hay dùng cái giải pháp tạo mầm đó. Và có một cái câu chuyện như bà con, nếu mà bà con mình phun tạo mầm xong khoảng 3 ngày sau, mình nhổ cái cây lúa mà mình lấy cái phần gốc mình đi đố bà con, đố coi cây lúa này mấy ngày, thì đa phần là ai cũng trả lời là cây lúa này nó ôm đồng sắp chỗ chứ. Thì bà con mình thấy là cái gốc lúa nó rất là nù bà con, nó nù lên mình thấy rõ luôn. Và khi mà chúng ta so sánh với đối chứng đó, thì cái bên chúng ta không có phun xịt cái giải pháp tạo mầm thì dĩ nhiên cái gốc lúa nó không có được nù như vậy. Và chính là cái tiết diện nó tròn lên đó, nó sẽ ít hứng chịu những cái tác động của vật lý của gió bão hơn. Từ đó thì cái cây của chúng ta nó thèm cứng hơn đó bà con. Và ở đây Hoàng Vũ muốn nói đó yếu tố liều lượng bà con. Thứ nhất là ở trên cái chai, thì thường bà con mình hay hỏi là sao trên cái chai nó có ghi có 300 mà xài tới 1 lít lận. Tại vì cái chai thì nó là cái liều cho đậu phộng, còn mình xài tạo mầm thì mình phải xài 1 lít. Nhưng mà thực tế đó bà con, những cái ruộng bị phượt giống như là ruộng lúa của anh Lộc nè, thì hôm bữa là nó phượt quá cho nên ảnh xài tới là coi như 1.4 lít lận, tính ra là một bình máy ảnh xài tới 140c lận. Có nghĩa là chúng ta sẽ gia tăng, gia giảm liều lượng của bát lọ sữa tùy theo cái biểu hiện ruộng lúa. Còn cái Arigon 620 thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái liều lượng hết bà con ha. Vâng, thì đây là những cái kết quả nhìn thấy được khi mà bà con mình ứng dụng cái giải pháp tạo mầm. Và đây chính là cái bước 2 để chúng ta tác động. Và chúng ta sẽ còn một cái lần thứ 3 là ở giai đoạn làm đồng.
Lắng nghe trong gió thì thào, âm thanh sóng lúa rì rào sáng mai. Trải qua suốt một đêm dài, sáng nay cây lúa vươn vai trổ đồng. Giai đoạn làm đồng hiện tại sẽ được tưới mát bởi những cơn mưa đầu mùa. Lượng đạm tưởng chừng ít ỏi trong nước mưa kết hợp với điều kiện thời tiết dịu mát lại dễ khiến cho lá lúa bị phượt dài. Qua đó, ở lần tác động cứng cây thứ ba này phải tính toán hết sức kỹ lưỡng. Trước là việc bón phân cân đối và sau đó là công thức phun xịt đáp ứng những yếu tố cứng cây kháng bệnh to đồng. Ruộng anh lọc lá so đều nên quá dễ bón. Riêng các ruộng lá phượt, anh em khuyến cáo nhà nông lấy NPK 20-20-15 làm nền rồi trộn thêm ít ký kali đơn. Vốn kỹ tính, anh Lộc muốn trộn thêm các dạng cứng cây bón gốc nhưng còn phân vân sợ ảnh hưởng đến đồng lúa. Tính hỏi kỹ sư Vũ là tới có đồng trộn như lúa gì trộn bon Sài Gòn được không? Có ảnh hưởng gì không? Bà con thân mến, khi lúa của chúng ta có tim đèn một ly đó bà con, thì bà con mình sẽ có những cái giải pháp giống như mình rải phân bên dưới rồi mình phun kích đồng bên trên. Và bên dưới thì bà con mình có trộn cái bonsai gòn vô thì bình thường bà con. Thì những cái nhóm chất này bà con mình có thể ứng dụng ngay từ giai đoạn nhỏ rồi thậm chí tới giai đoạn làm đồng vẫn được bình thường. Nhưng mà bây giờ quan trọng cái công thức phun ở bên trên nè. Bà con mình muốn vừa cứng cây nè, rồi vừa kích kháng bệnh, rồi vừa có đồng to nữa, thì bà con chúng ta sẽ lặp lại cái giải pháp Agigon 620 và trụ thép cải tiến bà con. Về cái yếu tố cứng cây thì bà con mình cũng đã biết rồi, nhưng mà yếu tố đồng to ở đây đó bà con thấy là chất lân trong Agigon 620 nó cũng giúp cho những cái tế bào nó được phân chia nhiều, và Mebiwatt Loric có trong chế phẩm trụ thép cải tiến nó cũng có tác động, nó làm cho cái việc hình thành những cái nhánh vé, những cái hạt đó bà con, nó được nhiều hơn. Còn cái việc mà kích kháng bệnh thì thứ nhất là nó nằm trong cái cơ chế của lân hai chiều, và một phần nữa nó sẽ kiểm soát những cái lượng đạm thừa. Ở đây thừa không phải là bà con mình bón thừa, nhưng mà có khi chúng ta bón đón đồng xong rồi mình lại gặp những cái cơn mưa, đạm trong nước mưa cộng với cái điều kiện thời tiết mát mẻ thì có xu hướng cây lúa nó sẽ phượt lên ở thời điểm đó, thì cái bộ này nó sẽ kiểm soát những cái đạm thừa và kích thích tố dự thừa, nó chuyển thành dạng lân hữu hiệu, nó giúp cho cây của chúng ta tăng thêm cái hàm lượng lân nữa. Thì dĩ nhiên bà con thấy là chỉ trong một giải pháp thôi thì nó đáp ứng được rất là nhiều yếu tố mà bà con mình mong muốn. Và sau cái việc phun xịt này thì bà con mình sẽ quay lại mình làm theo cách của nhà nông, có nghĩa là 4-5 ngày sau chúng ta sẽ xả nước các bà con ha. Xả nước thì ở đây bà con mình xả nước, nếu mà mình thích mình có thể bón thêm nuôi đồng, còn không thì mình cũng có thể cho qua luôn, mình cứ xả bông đó. Mưa có mưa xuống thì nó rõ phèn giúp cho mình, mình đợi tới luôn cái giai đoạn dỗ lẹt xẹt luôn thì chắc chắn là ruộng lúa của mình đồng nó to nó mập, nhưng mà cái chiều cao cây nó không có cao bà con, rất là lùng lực y rang như những cái thước hình mà nãy giờ chúng ta thấy bà con ha. Bà con thân mến, với ba lần tác động về giải pháp cứng cây này chắc chắn sẽ giúp cho trà lúa vụ hè thu chính vụ là giảm thiểu khả năng là bị đổ ngã. Quay trở lại với những trà lúa hè thu sớm thì bây giờ đã là giai đoạn từ công trái me đến cự đỏ đu rồi. Và Ngọc Phụng nghe thấy thông tin thì những trà lúa này đang gặp phải tình trạng là gặp mưa và có khả năng là bị đổ ngã. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển đến những ưu ruộng đó để mà hỗ trợ nhà nông mình những ở cự phun cuối nhé. Ngọc Phụng xin mời bà con mình cùng tiếp tục theo dõi. Với một số khu vực có tổ lúa giai đoạn đẻ nhánh thì có thể áp dụng toàn bộ 3 lần cứng cây đã vẽ ra bên trên. Tuy nhiên một số trà lúa từ trổ đến chín liệu có còn kịp? Câu hỏi nêu trên cũng chính là vấn đề của anh Hùng trăn trở mấy bữa nay. Lúa nhà anh Hùng hườm hườm bông đã bị sập bổ luống. Anh Hùng than thở, sập có trớn kiểu này, vài bữa mưa nó đẩy hết ruộng. Lúa sập ở giai đoạn vào gạo sẽ làm tắc nghẽn con đường vận chuyển tinh bột, từ đó dẫn đến lép cậy. Bên cạnh đó lỡ bị nằm nước lên mọng, cắt ra nhẹ ký, lại thêm công cắt đội lên cả khúc. Anh Hùng nói, lúa sập khổ lắm, cắt rồi phải cân liền, để qua đêm lớ quớ ẩm vàng hư lúa. Cái khó của anh Hùng là muốn phun thuốc cho cứng nhưng chưa chọn được sản phẩm an toàn. Từ ngày xem YouTube Anh Phát Nông và biết đến rượu thép cải tiến, anh Hùng như mở cờ trong bụng vì tính an toàn tuyệt đối của chất điều hòa sinh trưởng Mebiquat Chlorid. Qua đó ở cử phun cuối, anh quyết định đưa vào bình phun giúp lúa cứng cây vào gạo mạnh. Thằng Vinh Mười với thằng Nano Qua Cộng với thằng trụ thép, tại vì đưa xịt cỡ này cho nó cứng cây để sợ nó ngã đổ ngã là mùa mưa nè. Bà con thân mến, trước khi nói về vấn đề mà cử cuối mà nó có cứng cây trong đó thì Hoàng Vũ muốn đề cập đến những cái loại bệnh do nấm và vi khuẩn trên hạt trước hả bà con ha. Vâng, thì theo chia sẻ của những nhà nông kinh nghiệm đó bà con, bên cạnh những cái cơn mưa bất chợt giai đoạn phơi màu thì cái việc mà lúa chúng ta trổ ngay những cái ngày mà sương dày thì nó cũng góp phần làm cho lem lép hạt cũng như cái bệnh lép vàng vi khuẩn phát triển. Do đó bà con mình nhớ nha bà con, ở cử công trái me thì Hoàng Vũ nghĩ là
mình cũng nên đầu tư thêm cái thuốc trị vi khuẩn bên cạnh những cái nhóm chịu nấm. Tại thay vì bà con thấy là ở những vụ mùa mà thời tiết ổn định đó, tới giai đoạn công trái me thì bà con mình đã bỏ qua cái thuốc trị vi khuẩn, nhưng mà hiện tại bà con thấy đó, nếu chúng ta bỏ qua thì cái tình trạng lép dọc đường ở trên bông nó diễn ra khá là nhiều các bà con ha. Đó là Hoàng Vũ muốn mở rộng đối với những cái trà lúa mà còn cử công trái me trong cái giai đoạn thời tiết mà nó đang diễn biến phức tạp. Còn bây giờ mình đi qua cái cử cuối thì sau khi lắng nghe những cái chia sẻ của anh Hùng đó bà con, thì bà con mình cũng đã có được một cái công thức tổng quát, đó là mình dùng những cái nhóm thuốc trừ nấm nè, mình kết hợp với những cái dòng vô gạo. Và đặc biệt bà con thấy đó, qua những cái cơn mưa đầu mùa nó kèm theo dông lốc thì một số cái ruộng đó bà con, nó có ngã, nó bổ luống theo kiểu này. Thì ví dụ như càng nhiều thì cái luống này nó sẽ rộng ra, nó nằm rạp luôn. Thì bà con mình lo lắng cái vụ đổ ngã. Hiện tại thì giá lúa nó cũng không quá cao như Đông Sưng, nhưng mà ở đây thì bà con mình cũng đã lấy cọc 8.300, 8.400, 8.500, nó vẫn còn hấp dẫn nha bà con. Cho nên làm sao để lúa đứng mới là quan trọng. Thì cái công thức mà anh Hùng chia sẻ, nano ca cộng kết hợp với trụ thép cải tiến, thì ở đây nó có hai cái cứng nè bà con. Ca cộng mặc dù nó vô gạo nhưng mà nó vẫn là kali và nó vẫn cứng. Còn cái trụ thép cải tiến thì bà con mình đã biết rồi. Ở đây Hoàng Vũ muốn khẳng định về cái tính an toàn. Có nghĩa là những cái dòng này khi bà con mình phun xịt ở giai đoạn lúa chỗ đến chín đó, nó không ảnh hưởng gì tới lá, nó không ảnh hưởng gì tới bông, coi như là một cách mà bà con mình đầu tư nó vừa hiệu quả mà nó vừa an tâm nữa bà con ha. Một điểm hay phải kể đến trong giải pháp nano ca cộng và trụ thép cải tiến, đó là giúp lúa thu hoạch dễ dàng. Sau khi phun xịt, bà con mình xả bỏ nước ít bữa sẽ thấy phần lá ủ tuột khỏi thân lúa, cũng như phần chẽn lúa không bị dai. Qua đó khi máy cắt nhai lúa vào hàm sẽ tuốt sạch những hạt lúa no tròn vào trong bao đựng. Mỗi hạt lúa sẽ là một hạt vàng giúp bà con mình tăng năng suất và lợi nhuận. Và thêm nữa là nền ruộng được sạch sẽ, vụ mùa tới ít lúa lộn mà ngang. Bà con thân mến, qua chuyến thăm đồng ngày hôm nay, chúng ta đã vẽ ra được nhiều công thức để mà giúp cho ruộng lúa hạn chế tình trạng đổ ngã. Qua đó thì Ngọc Phụng mong rằng là quý anh chú có thể chọn ra cách phù hợp để đầu tư cho ruộng lúa để thêm phần cứng cáp hơn. Cuối lời, Ngọc Phụng mong thời tiết sẽ thuận lợi để cho bà con mình canh tác thiệt là thảnh thơi và đạt năng suất thiệt là cao. Cảm ơn nhà nông đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại bà con mình vào chuyến thăm đồng kỳ tới nha.